À, xin chào đến cô chú anh chị. Hôm nay là mình có qua bên nhà nhỏ thì mình có thăm các cháu đang điều trị tại bệnh viện ung bướu, và nhân tiện đó là mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái trường hợp của hai chị em của cô Liên với lại là cô Trung. Thì mình có nghe loáng thoáng qua cái câu chuyện đó là cô Trung là cô bị bệnh ung thư và đang điều trị tại bệnh viện ung bướu cơ sở 1. Thì hàng hàng kỳ đó là cô phải xuống dưới bệnh viện để mà điều trị, đó là quá trị và xạ trị. Thì những cái lần như vậy đó là chị ruột của cô Trung, đó là cô Liên nè, đi theo để mà chăm sóc cho em. Với những cái lần mà có một chút xíu kinh tế đó, thì sau khi mà điều trị đó thì hai chị em là về lại ở Bình Dương. Nhưng mà trong những cái kỳ gần đây đó, tại vì tiết kiệm những cái khoản chi phí nên là hai cô phải ở lại khu vực gần bệnh viện để mà tiện cái việc tới bệnh viện với lại là tiết kiệm những cái khoản chi phí đó. Thì mình nghe được cái câu chuyện như vậy, với lại là mình biết được cô Trung á, là cổ gọi là hoàn cảnh là đơn chiếc nên là về vấn đề kinh tế nó hơi eo hẹp, nên là mình xin phép là mình thăm hỏi hai cô trong cái video ngày hôm nay. Thì con xin phép với lại hai cô cho con chia sẻ về cái câu chuyện ngày hôm nay, cuộc trò chuyện giữa con với lại hai cô ha, đặc biệt là cô Liên nè, để chăm sóc cho em gái nha. Dạ, cho hai cô, cho con với mọi người biết á. Đầu tiên là hai cô là nhìn là biết là chị em liền à, nhưng mà ý là cái thứ tự là cô thứ mấy rồi, cô Chung thứ mấy nha cô? Cô thứ năm còn cô Trung thứ sáu. Là hai chị em sát bên luôn. Dạ. Dạ. Nhà cửa là mình có ở gần với nhau trên Bình Dương không cô? Cũng gần gần. Cũng gần ha. Dạ. Là từ khi mà cô Trung cổ bị đau đó là cô là người chăm sóc chính cho cô Trung. Dạ, ví dụ như là cô kể cho con với mọi người nghe đó, ví dụ như những cái lần mà từ ở Bình Dương mà đi xuống đây đó là cái hành trình đó là như thế nào cô, ví dụ như là đón xe rồi xuống đây rồi tất cả các thứ là như thế nào? Từ nhà xuống dưới này thì cô bắt xe buýt xuống bến xe miền Đông, từ bến xe miền Đông đi xe buýt về bệnh viện bốn. Xuống bệnh viện bốn. Dạ. Rồi xuống tới đây là giấy tờ hoặc là tất cả các thứ ăn uống rồi cô lo cho em gái hết. À, mình đang ở bên nhà trọ bên anh Phong hả cô? Dạ. Cơm nước. Mấy cô biết chỗ không? Hai xin ở đây như là chùa. Chùa à, chỗ nhà trọ mình đi lại chút xíu có cái chùa Dạ, hả? xin ở đây À, xin ở nhà chị Bình đây. Dạ, với lại xin ở chỗ ngã Cầu vượt. ba cô ở đây, cầu vượt ba cô. Thường Dạ. thường là cứ sáng sớm 4 giờ là chị tôi mang Xin vô chào. xin cháo, ngắm dòng hay là xuống chùa xin cơm ăn. Là mình tiết kiệm được cái khoản ăn uống ha. Dạ, còn nhà trọ là một ngày bao nhiêu? Nhà trọ một ngày á, người ta muốn phòng sang trọng là 100 150, nhưng mà hai chị em muốn có cái đệm nhỏ nhỏ thôi là 70. 70 là hai chị em là 70.000. Dạ. Dưới này giải cái đệm. Cô cho con coi cái vết thương của cô coi con. Cô đang bị là đại tràng hả? Hay là trực Trực tràng? tràng. Trực tràng. Trực tràng. Hả? Bị trực tràng. Trực tràng. Là bị Mà nay là 4 5 tháng rồi. bị lâu rồi nhưng mà bị dịch cho nên cô không đi chữa được. Thành thử ra là xong dịch thấy nó uống thuốc nó không khỏi, xong bắt đầu cô ấy đi bệnh viện ở dưới huyện đó,
cô khám thì bác sĩ nói là bị u trực tràng giai đoạn 3 này. Giai đoạn 3 rồi hả Yeah. cô? Ở cái phần này là Cái này là mổ mổ hở. ồ, cái khối u của cô sao nó to hơn những cái người mà con gặp Không, này. cái này là đưa ruột ra ngoài để hormone giả. À mà sao con thấy nó lòi ra ngoài nhiều quá ha. Không thì thấy ai cũng vậy à. Thấy ai cũng vậy hả? Cái này là cô mới mổ hôm 12 tháng 12 này. Chứ con thấy của cô là to hơn những người khác đó nha. Mà mổ hôm 12 tháng 12 làm ở trên bệnh viện kia, còn cái khối u thì nó nằm gần gần hậu môn, cách hậu môn 5 cm. Hiện tại là cái sức khỏe của cô so với mà hồi chưa bệnh đó là nó khoảng bao nhiêu phần trăm? Cái hồi trước cô chưa bệnh thì 49 kg, ngoài giờ còn có 40 kg à. Nó giảm phân nửa sức khỏe cô không? Thì đó, Hay là giảm hơn? tính giảm sức, số ký thì giảm 9-10 kg đó, còn sức khỏe thì giảm nhiều. Lớp thì lo nghĩ. Cô Liên á, cổ cũng gọi là cổ cũng lớn rồi đó. Mình không có nhờ một cái người nào mà kiểu như là nhanh nhẹn chút xíu hoặc là có sức khỏe chút xíu đó cô, mà bây giờ hai cô như vậy có bảo thì đảm gì không, thì có được không? vào vào trong này thì có hai chị em, ngoài giờ ở đó thì đất khách quê người, người tứ xứ nên giờ mượn mượn ai cũng không được. Ủa Thôi là hai cô là gốc ở đâu mà là ở Ninh Bình, ở Ninh Bình rồi vô trong Nam này là bao lâu rồi? vô trong Nam từ năm 84. 84. Thì tất nhiên là con cái mình, gia đình mình cũng ở trong đây mà. Đúng rồi, nhưng mà cô thì được con đứa con thôi, đơn chiếc lắm. Con đứa con bây giờ nó cũng hơn 30 tuổi rồi, bây giờ nó mẹ thấy mẹ như vậy á, chi phí chữa bệnh cho mẹ thấy tốn kém, thế nó bảo thôi vậy thì con đi làm thêm để lấy tiền chữa mẹ bệnh cho mẹ. À, cái vấn đề tiền nong á cô Liên, thì mỗi tháng đó là em của cô là tốn bao nhiêu tiền, rồi cái tiền đó thì mình xây sở như thế nào vậy cô? Đi chữa bệnh như vậy thì tiền nhà thì ít nhưng mà cũng vay mượn anh em hàng xóm để chạy chữa cho em Hàng tháng á hàng là tốn bao tháng. nhiêu tiền? Tháng Theo từng đợt, ví dụ như đợt đầu là thì khám chữa bệnh bao nhiêu thì về mượn xong để trả. Con ở nhà đi làm nó trả cho người ta, cứ từng đợt một đấy, khám xong rồi xạ, xạ xong mổ, mổ xong làm cứ từng đợt kêu đóng tiền là như vậy đó. À, hồi nãy con hỏi lại nha, là hai cô là vô ra vô trong đây là cùng một lúc hay là như thế nào? Em lâu trước còn chị lâu sau. Hiểu sao? Là anh em mình còn đông không cô Liên? Ngoài đấy, còn ba chị em ngoài đó còn cũng mất Cũng rồi. già, ba chị em cũng già, bà chị năm nay cũng 83 tuổi, chị đậu, còn chị kế chị thứ tư thì cũng 70 mấy rồi. Dự định của mình đó là mình sẽ chăm sóc cho cô Chung á, cho em gái của mình là tới tới đâu hay tới đó hả cô, chứ không có thay thế người khác. Đúng rồi, À cứ đi chăm sóc cho tới lúc khỏe mạnh trở về. à À. chăm sóc em mình để mà cho con trai của con trai hay con gái, cô có con trai hay con gái, để cho con trai của cô làm ha. Là con trai của cô là có vợ chưa cô Chung? Chưa. Là ảnh bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay 32 tuổi. 32. Có một mình à, có hai mẹ con vậy thôi. Còn cô Cô có được 2 cháu. hai cháu. À,
cũng cũng đỡ ha, đỡ phần nào của hai chị em. Con xin phép là như thế này, từ nãy cũng con cũng quên nói là con có một cái kênh thiện nguyện ở trên YouTube á, trên mạng á, tên là GoFood, thì con hay đến thăm bà con cô bác mà ở bệnh viện ung bú á, là bị bệnh rồi đó. Thì con nghe mấy anh chị ở khu vực đây á, có nói về trường hợp của hai cô, thì cũng có nói là có giúp đỡ gì được cho hai cô thì giúp, ít ra thì đỡ cái phần tiền nhà trọ, còn cái phần tiền ăn uống thì hai cô có thể là nhận từ những cái chỗ mà cơm cháo từ thiện. Còn cái việc thêm nữa là tiết kiệm tới đâu hay tới đó đó, thì cũng như những cái hoàn cảnh khác mà con gặp á, thì con cũng xin phép là con thay mặt mạnh thường quân ở trên kênh của con, thì con cũng tặng đến cho cô Trung ít tiền để mà có cái tiền đóng tiền nhà trọ. Thì hồi nãy cô cũng có nói với con là một ngày hai cô tiết kiệm cái chỗ trọ đó thì trả cũng 70 ngàn ha, 70 ngàn thì nếu mà mình ở 1 tháng thì là cũng 2 triệu mốt. Thì con xin phép là con thay mặt mạnh thường quân con gửi tặng cho cô ít tiền, coi như là trả cũng ít nhất khoảng được 1 đến lại 1 tháng rưỡi tiền nhà trọ ha, để đỡ phần nào hay phần đó ha cô. Đây con xin phép rồi. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình cô nhé. Con xin phép nha. Đây con tặng cho hai cô là 3 triệu đồng. Có tiền đóng tiền nhà trọ. Đây con gửi cho cô 3 triệu đồng nha. Tặng cho cô. Quân đã giúp đỡ cho gia đình các cô. Cái này là của nhóm cô Trâm ở quận 10 là tặng cho cô là 1 triệu. Thứ hai là của chị Hoàng ở quận 7 là 1 triệu. Và thứ ba là của cô Huệ Nguyễn, chị Nhân ở Texas Mỹ là 1 triệu. Thì tổng cộng là 3 triệu đồng tặng cho hai cô nha. Cảm ơn cháu Hoàng Mạnh Thường Quân đã giúp em cô được chữa bệnh khỏe mạnh để trở về với gia đình. Con hỏi thêm chút xíu nữa nha cô Trung, là bây giờ á, là cái việc mà điều trị của cô là bây giờ là quá trị hả? Bây giờ là mổ để nối lại cái đường ruột ở bên trong. Chỉ khi nào mổ cô? Bây giờ đương chờ cô đương chờ mổ đó. Thì ngày hôm qua cô có đi khám lại thì bác sĩ nói là vết thương nối lại nó còn hở nên chưa có giải phẫu mà đưa đường ruột vô trong được. Xong bắt đầu đưa đường ruột vô trong, khi nào đưa đường ruột vô trong thì bắt đầu là lại một lần nữa là đi đi hóa Ở đi 5 tháng chị. trước là cô hóa mấy to rồi? 5 tháng trước là xạ 25 tia, À, là xả luôn đó hả? xạ xạ xong cho cái khối u nó gom lại, xong đến Cắt ngày ngày sớm mười không? hai tháng 12 này cắt cắt bỏ cái khối u lại, xong nối lại cái khúc đó Xả là bắt đầu quá. là xong. Nó bắt đầu đưa đường ruột vô, đưa đường ruột ra ngoài, xong là bây giờ được hơn 2 tuần rồi đó. Đưa đường ruột vào trong, nhưng mà khám lại hôm qua thì cái vết nối nó còn hở, nó chưa có lành, nên bác sĩ nói là ngưng lại khoảng hơn tuần nữa. Xong rồi là kiểm tra ngày hôm qua là bệnh viện nó cho đi chụp em dây, chụp phim em dây để biết cái độ hở của cái nối là bao nhiêu. Bác sĩ quyết định là đưa đường ruột vào trong, xong nó đi 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 hóa. Thôi thì con cũng xin chúc là cô với lại nói chung là hai cô ha, được nhiều sức khỏe nha. Để rồi mai mốt lại hết bệnh rồi trở về với lại là gia đình. Thôi mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây.
Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, và cũng mong là cô chú anh chị hãy gửi những cái lời chúc tốt đẹp với lại hai cô. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau. Em cô thì cũng rất biết cảm ơn cháu Lê Mạnh Quân với ba cô đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình cô, là đỡ cho cô để trải qua những khó khăn của lưng tổng hợp. Mình xin phép được kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau.